Xin giới thiệu cả nhà, đây là những cái hũ mắm này, họ làm mắm dân vùng biển làng chài, họ làm mắm rất là độc đáo, mắm truyền thống. Đây là dân làng chài, nhà của họ này làm ở bên cái hè, thơm lắm, đứng ngay đây nghe mùi mắm cực thơm luôn, muối mắm á. Cách mà dân người làng chài ở vùng biển họ làm này, đã lấy mắm xong.